ông lại rủ các cầu thủ hình như là chốc sang quán của ngay cạnh sân bóng hướng tới về hướng 10 giờ. Quán cà phê đó là quán cà phê Nết nha. Nếu các cầu thủ nào có bạn gái thì đưa về quán cà phê Nết cà phê nha. Chắc ít người đã biết tên chủ quán Nết cà phê. Với kinh nghiệm là 20 năm, pha cà phê sẽ mang tới cho quý vị và các bạn hương vị thật tuyệt vời, chắc chắn là thật tuyệt vời rồi. Nếu như quý vị các bạn có bạn gái hoặc là có các em nhỏ, con nhỏ thì từ đấy nha, đặc biệt là có sân chơi cho các em nhỏ. Và ông chủ quán Tống Giang thì rất là quan tâm đến phụ huynh của các em nhỏ. Chúng tôi nhìn thấy các cầu thủ Nhất Trí hôm nay nở lên nụ cười rất tươi, nhất là thủ thành Văn Dung và người đeo băng đội trưởng đó là Bá Thế trong trận đấu ngày hôm nay. Có vẻ là các cầu thủ của đội tuyển Nhất Trí ngày hôm nay đang thao túng tâm lý các cầu thủ sân đồng hai cũng đi. Các cầu thủ hai thì đang đội tuyển sân đồng hai hôm nay bảo vệ ở bên phần tay phải màn hình nhỏ của quý vị và các bạn, mang trang phục áo vàng quần xanh. Trong khi đó thì đội tuyển Nhất Trí bảo vệ ở bên khung thành tay trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn, mang trang phục áo màu hồng quần xanh. Người trên cao hàng nhất trong trận đấu ngày hôm nay của đội tuyển Nhất Trí đó là Nguyễn Hùng. Đứng trước bóng lúc này là Bá Thế và Nguyễn Hùng. Bên kia là Tiến Đạt. Tiến Đạt là một cầu thủ còn rất trẻ. Vậy là như vậy, được trận đấu được bắt đầu. Một cột giờ buổi chiều không may mắn gì cho các lão tướng cả. Vẫn là Nguyễn Hùng rất khỏe. Nguyễn Hùng đúng là lao như một cỗ xe tăng. Bá Thế em ơi, ông hội trọng tài chưa hề cắt còi cho vào bóng vừa rồi. Một pha phản công, Văn Quang, Văn Thắng vẫn không vào. Phút đầu tiên của hiệp thứ nhất đã trôi qua. Văn Tiến vẫn là Văn Dung, tuyệt vời, một pha đẩy bóng của Văn Dung. Không sao cả, Lưu Quỳnh. Một pha phản công, Nguyễn Hùng có kịp không? Nguyễn Hùng phải nói rất khỏe. Bá Thế, Nguyễn Hùng. Nguyễn Hùng khá tỉnh táo trong pha bóng vừa rồi, bởi vì nếu như bóng phanh lại như hôm qua thì chắc chắn là Nguyễn Hùng tung được cú dứt điểm. Nhưng hôm nay cũng có vẻ là bóng nó không phanh được nữa rồi. Công Vinh, Văn Thắng chặt vào, không vào. Vừa rồi Văn Quang đã tung được cú dứt điểm rất nhanh. Tuy nhiên thì vướng một dừng chân của các cầu thủ của đội tuyển Nhất Trí. Văn Tiến, Nguyễn Quỳnh, rất tốt rồi. Cứ đá thế đầu tiên. Văn Quang. Đội tuyển sân đồng 2 thì năm nay ra quân được 2 lần rồi, thì 2 trận đều thắng cả 2, giành tròn 6 điểm rồi. Trong khi đó các cầu thủ đội tuyển Nhất Trí thua 1 hòa 1. Dứt điểm, bóng vẫn trong sân, không được rồi. Vẫn là cái tay của Văn Dung, quá tuyệt vời. Phút thứ 17 của trận đấu đã trôi qua, tỷ số vẫn là không đều. Một pha phản công, Nguyễn Hùng. Cầu thủ mới thay người đó là Đình Tân. Phải nói là hôm nay đội tuyển Nhất Trí có lối chơi rất kiên định, có lối đá phòng ngự phản công. Người trên chơi trên hàng cao nhất đó là Nguyễn Hùng. Trong khi đó đội tuyển sân đồng 2 người trên cao nhất đó là Văn Thắng và Đức Thao. Đức Thao hình như là trận đấu ngày hôm nay không có duyên thì phải. Hết duyên rồi. Người ta bảo còn duyên thì kẻ đó người đưa, hết duyên thì đi sớm về trưa mà cười. Nào,
Bà thấy em ơi, một quả trượt cho Quy Đông. Quy Đông ra rồi, offside, rất tiếc cho quả bóng rồi. Đúng như là huấn luyện viên Ngọc Huận đã đề ra, cho Quy Đông là chỉ đứng ở đấy thôi. Đây rồi, Đình Tân, vẫn là Đình Tân, Đình Ba Thế, dứt điểm đi ơi, không được rồi, phải nói là cũng bài mòn thể lực rồi, bởi vì gặp một đội quá mạnh hôm trong ngày buổi chiều ngày hôm nay. Ba Thế, không ai lên điểm trợ cả, Đình Tân, sút luôn đi, không vào. Ông trọng tài cho rằng Đình Tân thế rồi, thua được thế rồi, vẫn không vào. Đây này đi, đây nó bảo, đây nó bảo, bảo anh này dày bẩn quá rồi không phải đi đâu, rồi về đánh xong, về đánh xong, theo đá nữa bẩn rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, út rồi, chạy đây, chạy đây. Tay đó. Chạy đây, chạy đây. Không vào. Trời ơi, vừa nãy là một pha dứt điểm của Đức Tân. Nếu như bóng đi hơi quận một chút thôi, Đình Tân thì rất có thể bóng thì thủ thành Văn Việt phải vào bóng nhận lưới trong pha bóng. Tiền ủng hộ dù là rất ít ỏi thôi, nhưng cũng khiến các cầu thủ rất là Hoàng Kiên, dứt điểm đi. Một pha phản công không được rồi, rất nguy hiểm, không vào. Rất may Nguyễn Quỳnh vừa phá bóng ngay trong chân của Đức Thạng vào đây, cánh tay của Văn Dũng tuyệt vời, khá nhiều lần rồi Văn Dũng hôm nay thì đúng hơn. Văn Doanh nào, không có ai về để hiểm trợ cả. Rất nguy hiểm, Bá Thế đã kịp vui về rồi. Bá Thế phải nói rất tỉnh táo. Không vào. Ba phút là những cố gắng của hai đội, nhất là các cầu thủ trẻ, nhất trí nha. Vẫn không vào. Hoàn thắng. Vẫn không vào. Hoàn Uy. Quá nguy hiểm cho pha bóng rồi. Xà ngang đã rung lên bật bật. Hết giờ. Đúng lúc này ông trọng tài vận động.
Lộc đã đổi hồ còi, kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất giữa đội tuyển nhà đương kim vô địch cầu tuyển. Và thời điểm này chúng mình phải nói vô cùng tuyệt vời, xuất sắc, đáng được thưởng 1 triệu đồng. Cuối cùng thì thủ môn Văn Dũng phải vào bóng nhặt lưới trong con bóng vừa rồi. Văn Doanh, Vương Anh, vẫn rút thời gian đến để cổ vũ cho đội nha. Việt Anh, Việt Anh rất khỏe và thứ hai cầu thủ hoan hô từ phía sân khách đã ủng hộ trái bóng rồi. Phải nói là Việt Anh có một làn thể lực vừa vào nên thể lực vẫn còn rất dồi dào. Quảng Lâm mạnh lên rồi, Đình Tân, Văn Doanh, Văn Hảo, Hùng Lương, rất tốt, phải nói là Văn Hảo, Việt Anh. Rất tốt. Mặt lên. Nhưng thật trận đấu này thì là chiếc vé đầu tiên lọt vào vòng bán kết của mùa giải năm nay. Phải nói là chiếc vé vô cùng danh giá. Văn Dũng. Ông trọng tài đã cắt rồi. Một cú sút của bắn lên Văn Hào, Văn Tuấn trái đầu cũng được rồi. Văn Quân Văn
Dũng đã ôm gọn trái bóng rồi. Vẫn là cánh tay của Văn Dũng. Văn Dũng giữ điểm mạnh lên. Vẫn là cánh tay của Văn Dũng. Văn Dũng giữ điểm mạnh lên. Vô cùng là tiếp tục làm mê mẩn tất cả cổ động viên đến ngày hôm nay. Nào, sao mình thấy rồi? Không vào vấn đề. Một quả treo bóng ở trong đi, rất có thể một quả mạnh. Phải có nước vào. Một treo bóng ở trong, cái đây. Văn Tuấn. Không được. Văn Quang. Không được. Giữ điểm đi! Chào mừng! Ôi trời ơi! Không chiến thắng được Tùng Thành. Phải nói là quá đen đổ hình. Đúng là Tùng Thành vận viện quá xuất sắc cho pha bóng vừa rồi. Quá một pha trăm đây! Rất vội vàng! Đá đưa đi. Đúng là khoảnh khắc vô cùng quan trọng. Đúng là tuyệt vời. Phải nói là quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Đúng là một lòng quả cảm. Một hướng tới quả cảm của các cầu thủ trẻ rất quý. Với đôi đá quả cảm, ai là người ra bàn đây? Chứng tỏ và thay vì tỷ số được ra bàn, tỷ số là 1-0. Thời gian còn nhiều. Văn Nào chơi rất hay, càng chơi càng hay. Hôm nay ông Ngọc đã đổi vào kết thúc trận đấu, tỷ số lúc này là 1-0.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đến để cùng chúng ta và hẹn gặp lại quý vị.